Xin chào các khán giả yêu quý của MaxChannel. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa mở hộp một sản phẩm mới nào. Hôm trước chả mới mở con Zenfone Zoom còn gì. Từ bấy đến giờ chả gần một tháng rồi. Thôi, dù sao thì hôm nay chúng ta cũng có một sản phẩm mới. Và đây là một chiếc smartphone đến từ Massgo, có tên rất đơn giản là One. Và bây giờ thì hãy cùng mình đến với sản phẩm này. Trước khi đến với cái sản phẩm này thì chúng ta cần thống nhất một quan điểm thế này đi. Trước giờ có nhiều bạn vẫn tranh cãi là Massgo là sản phẩm từ đâu mà ra. Và theo những thông tin mà mình nắm được đến giờ thì Massgo là thương hiệu thuộc về công ty MaxCom Việt Nam Corporation của Việt Nam. Và các sản phẩm mang thương hiệu Massgo được chính MaxCom thiết kế, chỉ có điều là gia công ở Trung Quốc mà thôi. Mà mình nói thật là giờ điện thoại nào chẳng gia công ở Trung Quốc, trừ một số tên tuổi lớn có thể tự chi tiền xây nhà máy lắp ráp ở nước khác mà thôi, ví dụ như là Samsung chẳng hạn. Trở lại với Massgo One, đầu tiên chúng ta có hộp của sản phẩm, rất đơn giản, màu nâu nhạt và có vẻ như là được làm từ giấy bìa tái chế, rất thân thiện với môi trường. Mặt sau chúng ta có tất cả thông tin về những thứ bên trong hộp cũng như là cấu hình của thiết bị luôn, được in hoàn toàn bằng tiếng Việt. Bên trong hộp chúng ta có máy được bọc kín trong túi, dưới máy là một viên pin khá lớn với dung lượng 3000mAh, cũng được đặt gọn bên trong một cái ốp lưng nhựa cứng trong suốt mà Massgo tặng sẵn cho chúng ta. Và mỗi thứ này thì đều được bọc trong một cái túi ni lông. Bên dưới nữa là sạc, cáp và tai nghe, tất cả cũng đều bọc ni lông hết luôn. Vâng, cực kỳ nhiều túi. Đánh giá qua về những phụ kiện đi kèm này thì mình thấy khá ổn, không mang cảm giác rẻ tiền như nhiều mẫu smartphone giá rẻ khác. Tuy nhiên thì chất lượng hoàn thiện cũng chưa thực sự cao cấp. Bỏ hết qua một bên, chúng ta đến với chiếc Massgo One. Lắp pin đã. Ok, máy đã lên và bây giờ thì chúng ta cùng xem qua thiết bị này trước. Về tổng thể thiết kế thì ấn tượng ban đầu của mình là máy có ngoại hình hoàn thiện khá tốt. Với mặt kính trước dạng 2,5D, cong nhẹ các cạnh viền thời thượng, thường thấy trên những sản phẩm cao cấp như là iPhone 6, 6s, Galaxy S6, S7 vân vân, mang lại cho thiết bị sự liền mạch giữa mặt kính và khung viền. Tuy nhiên khi cầm máy lên thì mình mới nhận ra là nó được hoàn thiện hoàn toàn bằng nhựa với lớp sơn phủ nhẵn bóng và khá trơn. Tuy nhiên bù lại thì màu sơn nhũ vàng khiến chiếc Massgo One giấu được những vết bám vân tay rất khéo léo nên không bị cảm giác bám bẩn và rẻ tiền. Vì toàn bộ kết cấu của máy được làm từ nhựa nên chắc chắn sẽ không được áp dụng nhiều công nghệ chế tác cao cấp như là khung kim loại tiện CNC, viền cắt kim cương, mạ anodide vân vân. Nhưng bù lại thì Massgo One lại mang thiết kế khá dễ cầm nắm, bất chấp mặt lưng hơi trơn. Các cạnh viền được cắt vát nhẹ về cả hai mặt trên và dưới, kết hợp với mặt kính 2,5D và nắp lưng cong nhẹ về viền khiến cảm giác cầm máy tuy không thực sự được tròn như là iPhone 6 nhưng mà vẫn tương đối mượt. Trên đỉnh máy chúng ta có cổng tai nghe 3.5 và micro USB. Vâng, khá đặc biệt là cổng micro USB lại được đặt trên đỉnh này chứ không phải là cạnh dưới đáy. Cạnh trái và cạnh đáy của chúng ta không có gì hết, còn bên phải là nút tăng giảm âm lượng cùng phía nguồn được đặt rất vừa tay so với mình, nhưng có thể là sẽ hơi cao một chút với những người có bàn tay nhỏ. Mặt lưng của Massgo One khá đơn giản với camera và đèn flash hình vuông đặt cách nhau khá là xa. Dưới đáy chúng ta có logo Massgo với chữ O cách điệu hình lá cờ Việt Nam và tên của thiết bị là One cùng dòng chữ Design by MaxCom Corp. Ở dưới cùng chúng ta có loa ngoài của máy, tuy nhiên nhược điểm của loa ngoài này là nó nằm ở mặt lưng phẳng và không có khoảng hở để thoát âm khi đặt ngửa máy trên mặt phẳng. Chính vì vậy âm thanh sẽ bị giảm đi đáng kể khi chúng ta đặt máy phơi bụng trên bàn. Mặt trước của Massgo One sở hữu màn hình IPS rộng 5 inch độ phân giải HD. Họ cũng cẩn thận tặng sẵn cho chúng ta một miếng dán màn hình, chỉ cần bóc lớp phủ bảo vệ ra là dùng được luôn. Phần viền màn hình khá dày nhưng được làm màu đen nên là tạo hiệu ứng thị giác khá tốt khi mà tắt màn hình. Cạnh trên là loa thoại, cảm biến và camera trước, còn lại cạnh dưới là 3 phím điều hướng của Android dạng cảm ứng. Tuy nhiên chúng lại không được trang bị đèn nền. Có một điểm đặc biệt là mình tìm mãi vẫn không thấy cái mic thoại của Massgo One đâu cả. Sau một hồi tìm kiếm mới phát hiện ra là nó được giấu khá kỹ ở phần cạnh đáy của máy, chỉ lộ ra một khe hở rất nhỏ mà thôi, rất là khéo léo. Nắp lưng của Massgo One được làm từ nhựa và như mình đã nói lúc đầu thì thiết bị chúng ta được làm từ nhựa nguyên khối luôn. Bên trong máy là 2 khe cắm micro SIM và 1 khe thẻ nhớ micro SD. Viên pin dung lượng tương đối lớn 3000mAh vừa to vừa đen chiếm gần hết nội thất bên trong máy với logo của MaxCom và tên thương hiệu Massgo nổi bật ở chính giữa. Rồi, về ngoại hình thì cơ bản là như vậy thôi. Chúng ta đến với phần mềm đi. Về cơ bản thì Massgo One của chúng ta chạy Android 5.1.1 trên một cấu hình vừa phải với con chip tầm trung MT6580 đến từ MediaTek, RAM 1GB hơi nhỏ so với mặt bằng chung hiện tại nhưng phù hợp với tầm giá của thiết bị này. Bộ nhớ trong 8GB và hỗ trợ thẻ nhớ 32GB. Máy sở hữu viên pin dung lượng 3000mAh, hứa hẹn thời lượng sử dụng sẽ rất dài. Mình có thể nói như vậy vì thông số kỹ thuật của con chip MT6580 là 1,3GHz. Tuy nhiên, chiếc Massgo One của chúng ta lại chỉ chạy ở 1GHz mà thôi. Bên cạnh đó thì máy cũng chỉ sử dụng màn hình độ phân giải HD, thế nên việc tiêu thụ điện năng của Massgo One là cực kỳ thấp. Camera của máy có độ phân giải lần lượt là 8MP ở phía sau và 3.2MP ở phía trước, đủ dùng và vừa tầm với mức giá chưa tới 2 triệu đồng của sản phẩm này. Mình đã thử chấm điểm AnTuTu thì máy dễ dàng vượt qua mốc 23.000 điểm, không tệ lắm với một thiết bị với cấu hình như vậy. Nhìn chung thì Massgo One là một sản phẩm đến từ thương hiệu Việt dành cho người Việt. Mặc dù còn một số hạn chế nhưng bù lại thiết kế của máy vẫn có những nét hiện đại và thời trang. Đặc biệt là với mặt kính trước dạng 2,5D cùng nắp lưng nhẵn mịn, cong mềm, các góc cạnh tạo cảm giác cầm nắm khá là dễ chịu. Màn hình IPS mang lại góc nhìn rộng, màu sắc tuy khó có thể so sánh được với những siêu phẩm mang hàng trăm công nghệ hiện đại nhưng bù lại thì màu sắc và độ sáng đều khá ổn. Thực sự thì mình thấy đây là một thiết bị rất phù hợp với những người không có nhu cầu quá cao về cấu hình nhưng cần một thiết bị có thời lượng pin tốt để đảm bảo không gián đoạn liên lạc cá nhân, hoặc là những ai cần một chiếc smartphone để phục vụ những nhu cầu mạng xã hội cơ bản như kiểu là các cô các bác dùng smartphone để nhắn tin, gọi điện OTT với con cháu ở xa chẳng hạn. Nói chung thì đây sẽ là một món quà khá là hợp lý với những bạn nào muốn mua tặng ông bà bố mẹ để thay thế cho những chiếc điện thoại cục gạch đã dùng cả nghìn năm rồi, mà vẫn đảm bảo gọn nhẹ, dễ dùng, pin tốt, nhất là khi kinh phí của chúng ta lại hơi eo hẹp một chút. Và quan trọng nhất đó là Massgo là thương hiệu trong nước nên sản phẩm này chắc chắn chính hãng và sẽ được hưởng rất nhiều chính sách bảo hành cũng như là chăm sóc khách hàng đầy đủ. Tạm biệt MaxCom với Massgo One. Video của chúng ta đã kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.